Chào các bạn, mình là Ngô Hoàng Đạo, mã số sinh viên của mình là CUV020HP29. Thì video lần này mình muốn chia sẻ cho các bạn về hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Tại sao chúng ta lại chọn con đường là hạnh phúc? Và cuối cùng là làm như thế nào để có thể trở thành được một cái con người hạnh phúc? Thì đầu tiên, hạnh phúc là gì? Thì hạnh phúc là một cái trạng thái cảm xúc khi mà con người cảm thấy được cái sự thỏa mãn, khi cái nhu cầu của bản thân, hoặc là khi con người được nếm trải những cái cảm xúc tích cực, họ sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Vì vậy thì khi mà ta chọn được cái con đường hạnh phúc ấy, ta sẽ tránh được những cái cảm xúc tiêu cực. Những cái cảm xúc tích cực này thì sẽ giúp cho ta có được cái nhìn tích cực, và điều đó sẽ làm cho ta nhìn thấy cảm giác xung quanh về cuộc sống này, về những cái công việc, con người và xã hội nó tích cực hơn, nó tạo được cảm giác yêu quý mọi người và hướng chúng ta đến những cái hành động tốt đẹp. Mình chỉ lấy ví dụ đơn giản về cái một cái công việc. Khi mà ta đối diện với cả một cái công việc khó, hoặc là một cái công việc mà chúng ta có tính nhẫn nại rất là thấp, thì chúng ta rất là sẽ cảm thấy rất là bực tức. Nhưng khi mà ta có những cái cảm xúc tích cực, có được cái sự nhẫn lại, thì chúng ta có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình, làm là chúng ta thay vì cảm thấy bực tức và cảm thấy khó chịu, thì ta có thể là cảm thấy vui vẻ hơn, bớt được những gánh nặng trong đầu. Và khi ta đối xử tốt được với mọi người thì mọi người cũng sẽ là đối xử tốt với cả chính chúng ta, và từ cái điều này thì nó sẽ tạo ra được cái sự tin tưởng. Tin tưởng mình cũng sẽ có được những mối quan hệ tốt với cả mọi người, và mọi người sẽ được có sự tin tưởng, sự yêu quý của mọi người hơn. Và khi mà ta suy nghĩ được cái những cái điều tích cực ấy, thì ta có thể giúp đỡ được cho mọi người gặp những khi mà họ gặp những cái lúc mà khó khăn, họ sẵn sàng mang tới những cái giá trị mà mình giúp họ, họ mang tới cho mình những cái giá trị tương xứng những cái với cả những cái hành động đó, những cái kết quả mà mình mang lại cho họ. Cách mà để có được sự hạnh phúc thì đó là đơn giản nhất, là giảm bớt cái suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, và hãy tích cực suy nghĩ, quan tâm với cả những cái mọi người xung quanh. Khi mà ta làm được cái điều này thì hạnh phúc sẽ đến với ta. Tiếp theo thì mình muốn so sánh thành công và hạnh phúc đối với cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Thì thành công, về khái niệm thành công thì nó là chỉ cái kết quả tích cực khi mà con người, một cái người nào đó đặt ra được cái mục tiêu và hoàn thành nó, có thể là đạt được chỉ tiêu hoặc có thể là vượt cả kế hoạch chỉ tiêu. Còn hạnh phúc là trạng thái thỏa mãn sau khi con người nếm trải cái cảm xúc tích cực. Thứ hai thì đến với thành công có rất là nhiều con đường để có thể tới được thành công. Trong đó thì để đến được thành công cũng có con người có thể là mọi người có thể là sử dụng những hành động tốt, giúp đỡ mọi người bằng những việc tốt. Và những có những người thì sử dụng những hành động xấu, chiêu trò bất chấp để đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình đề ra. Đó. Rất là nhiều người vì cái con đường thành công mà từ bỏ xung quanh bạn bè, người thân chỉ vì thành công mà làm nhiều điều xấu. Còn hạnh phúc thì đếm từ những cái cảm xúc tích cực, nên là nó sẽ ảnh hưởng
Nó sẽ hướng cái con người chúng ta đến những làm những điều việc thiện và sẽ tránh chúng ta suy nghĩ những cái điều ác, những cái điều mà làm cho hãm hại hay là những cái suy nghĩ tiêu cực. Thì thành công thì sẽ khiến cho con người cảm thấy vui vẻ khi mà hoàn thành được cái mục tiêu. Nhưng đấy là đối với cả những cái người thành công từ những con đường chân chính. Còn đối với những cái người xấu ấy, thì khi mà họ đạt được thành công thì họ lại bắt đầu lo lắng, bắt đầu là lo sợ mất đi cái sự thành công mà mình làm ra. Còn đối với hạnh phúc thì khi mà ta giúp được mọi người, ta sẽ có được cái thành công, được mọi người mang trả lại những cái giá trị tương ứng thì ta sẽ có được sự thành công. Và từ đó thì ta sẽ không phải lo lắng bất an vì ta là làm những công việc mà ta giúp đỡ mọi người. Chúng ta sẽ phân tích một chút về hạnh phúc đến từ cảm xúc. Những cái điều mà cảm xúc tích cực, mình sẽ phân tích về khía cạnh cảm xúc trước. Thì những cái cảm xúc tích cực bao gồm như là vui sướng này, thoải mái này, thích thú này, hài lòng, vương hưng phấn. Thì những cái cảm xúc tích cực như thế này thì thường đến khi mà ta được yêu thương hay là có được cái sự thành công, thì điều đó sẽ tạo ra cái cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn và lạc quan. Đó là hạnh phúc đến từ cảm xúc. Thì cái video của mình đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và quan sát. Mong mọi người sẽ xem những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người.